Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog hay vậy. Thì hiện tại là em đang qua có mặt bên nhà ba mẹ ruột của anh Hận. Thì trong hôm nay quý vị cũng đã biết rồi, cái câu chuyện của anh Hận được cộng đồng mạng quan tâm rất là nhiều, và thậm chí có rất là nhiều cô dì chú bác anh chị em cũng khá là bức xúc. Thì em cũng vượt mấy trăm cây số, cũng hiện nay là đang có mặt là tại nhà ba mẹ ruột của anh Hận. Thì em cũng xin mời cô dì chú bác anh chị em mình vào nghe ba mẹ ruột của anh Hằng chia sẻ về cái câu chuyện hôm nay mà anh Hằng vu khống xúc phạm đến ba mẹ ruột của mình hay cả nhà ha. Này nó, cái thằng Tin nó nói được câu nói này, ổi 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 ơi ổi, từ nhà đó giờ dứt dây luôn, nó bập bẹ đó, nói tao ổi ơi ổi ổi. Con Hưởng Anh nó sợ nghe đi, rồi cha nó đánh nó nhào, nó bấm miệng thằng Tin lại. Cứu thấy ơi, cha mẹ nào mà bỏ con, cha mẹ nào, ông bà nào mà ghét con không thương chết. Đau lòng các chú xã hội này, giờ tôi hết có còn nói mặt với ai nữa rồi. Mà nhưng bà con cô bác anh em đây vẫn thương tôi. Tại vì cô biết sao không? Tại vì ở xóm riêng này á, ở xóm cô á, là cô chú ở đây người ta biết anh Hận này như thế nào, người ta đó là người ta còn thông cảm được cho cô đúng rồi đó. Còn mà ví dụ như những người ta ở trên cộng đồng mạng người ta... mua mực ở trong nhà nấu mì ăn, mì cay một gói 30.000, chứ nó không có ăn tệ. Cô với chú ở đây ăn cái gì các cháu biết không? Da ruộng dân cá phi vô ăn đó các cháu, dân cá phi vô ăn á. Mà về đây ăn một ngày tới 500 ngàn hả cô? Không, khi nó ở chỗ cháu không phải, nó về đây, khi nó về đây là cô lo. Một thời gian cô lo hết nổi nó mới lo ơn. Mà nhưng trong đó là chắc cháu biết chú ở đâu không? Chú đi mằng mướn ở trên Đồng Nai, ở trên thành phố, vẫn bị dịch chú về không được. Là cô ở đây, cô sống rất là vất vả với vợ chồng đó, rất là khổ tâm, cô khóc vừa ngày vừa đêm. Mà rất thương con Phượng Anh. Nó thấy cô thương con Phượng Anh rồi, nó hành hạ, nó đày đọa con Phượng Anh đủ điều. Cô đau lòng lắm. Mà bây giờ, cô yêu cầu nó trả con Phượng Anh cho cô, cho nó ăn học. Cô sống tập vợ nha. Cô sắm á là đủ bộ để cho cháu nó đi học. Ngày mai sáng mai nhập học rồi. Bữa nay nó về nó rước Phượng Anh đi. Ngày mai nhập học đi ra ngoài điều. Chở thằng này đi ra, mà nhỏ kia không có. Chở thằng Đăng Khôi đi mà ra ngoài Phượng Anh không có là. Ta hay cái tin rồi, các cô giáo đều rớt nước mắt. Và chú chủ tiệm Trường An lắc đầu. Trời ơi em bó tay rồi chị ơi, đau lòng quá, tội nghiệp nó quá. Vợ của chú vẫn vậy. Cô nói thiệt, khi con Huận Anh đi rồi cô mất 7 kg. Cô không còn đường nào để nói với chia sẻ với các cháu nữa. Dạ, mà cũng nghe đâu á là anh Hận cũng với chị Nhàn á cũng thường thường như là cũng có đánh đập với thằng Cái bác. đó thì nghe ở đâu cô không biết, đánh ở đâu cô không biết. Về đây cô nói một câu cho các cháu nghe nha. Nó đi á là lái xe tải ai mướn nó ngại nhiêu cô không có rành. Bởi vì nó không có nói, thành ra cô không biết. Gãy tay rồi còn treo đường dây lên cần cổ. Mà mua đồ ăn đấy hen, là phải lấy cái cây sọt vô gánh một bên 5-7 bọc như vậy nè. Không hết còn điện con Phượng Anh đi ra chỗ cái cầu ngoài đó các cháu vô hồi nãy là các cháu biết đó. Điện con Phượng Anh đi ra phải lội đi ra ngoài ôm vô đây tiếp. Mà ở dưới sông này đồ tươi một ngày bán 2 xuồng nữa là nó vẫn mất lại mua. Các cháu coi nó có thương vợ nó hay không. Nó vẫn thương, nói không có quánh một bọt tay nào hết. Có một lần đó quánh ở trong buồng một bạt tay thôi mà nó dễ lạ làng. Cô kêu mở cửa nó không mở, cô phải leo lên. Cô trèo lên bàn thờ á. Cô trèo lên vách là cô leo vô. Là vì có một chuyện của vợ chồng nó thôi. Cho cô nói nhiêu đó thôi. Cho nên nó là cô vô là cô mở cửa. Buồn ra là cô nói một câu. Tụi bay làm gì ở ngoài, tao muốn chết luôn rồi. Mà tao kêu mở cửa tụi bay không gần mở. Tao leo vô đây rủi tao té tao chết, tụi bay có làm cho tao sống được hay không. Là chỉ có một lần nó tán một bọc tay trong đó mà nhỏ kia nó dễ nó là làng thôi.
rửa từ có chén, giặt một thao đồ tắm em hoàn toàn cái đầu con Phượng Anh như cái đống gôm mà cái tháng hạn gió chướng mà gió thổi như vậy, đau lòng lắm các cháu ơi. Nó hành hạ con Phượng Anh cho cô đau lòng. Là mọi chuyện là bắt em mọi Phượng Anh? Mọi chuyện là con Phượng Anh nó đảm bảo hết trơn. Rửa một mâm chén, giặt một thao đồ, quay qua tắm em, ăn không được ăn, chỉ một chén cơm vô lòng thôi. Một chai nước ngọt mua về, thí dụ nhưng mình cho các con nhỏ nó ăn, mình cho con nhỏ này bự nó hôm hớp thôi cũng được, cũng không có. Trời mưa con Phượng Anh phải tầm tã dầm mưa màng các thứ chuyện, xong chuyện hết mưa nghỉ, còn hết mưa chơi xong chuyện vẫn màng hoài. Nói thiệt cô đau lòng lắm. Coi như á, cô nói thiệt các cháu, không phải là không thương, cháu nào cô cũng thương hết. Mà nhưng con Phượng Anh cô nuôi nó từ nhỏ tới lớn, cô cho nó ăn học, nó biết một cái chữ, cô không nói ra đâu. Những lời nó tâm sự với cô vẫn ghi vào lòng, cô vẫn để vào tâm. Mà nhưng hôm nay nó nói gì một điều kiện như thế nào, nó mới nói những câu không đúng với cô thôi. Có những câu hơi lệch đó cô, là gì già như thế nào. Thì theo con nghĩ chắc nó theo nghe lời cha dạy thôi. Các cháu coi nó tâm tình với cô, bà nội ơi, con khổ lắm, con thương nội nhiều lắm á nội, mà con không thể nói được. Nội đừng buồn con nghe nội. Các cháu cười nó gần nít nên thấy cậu đó, các cháu nghe không? Dạ. Tại vì bé chắc là sợ ba rồi ở rất trên đó. Rất là sợ. Dạ. Rất là sợ, sợ dữ ở lắm luôn. Ở đây nhỏ dữ lắm. Sợ nhiều lắm. Dạ, ở đây thì còn ông bà nội thì cũng còn đỡ một chút. Còn lên trên đó thì chỉ ở với ba đã sợ sẵn nữa rồi. Cô nói thiệt, hiện bây giờ mà nói mẹ ơi, con nghe Phượng Anh về con trả cho mẹ, mẹ chết đi. Con trả rồi rồi mẹ tự dặn. Nó khủng bố rồi mà. Nghe lên cái clip là bắt cháu của thím nè. Đi dặn, chặt cỏ, dọn cỏ là con nhàn nó bắt đi nè. Cô khóc không biết bấy nhiêu. Các cháu coi. Nó sống ở chợ khi nó có cặp con trai sinh đôi, mới có đầu 4 tháng, 1 tháng mấy, nó đành lòng nó đi theo trai. Thằng con trai út của thím đi qua, nó mới than khổ, than sở với thằng em nó. Thằng em nó mang về trước tiên là con Phượng Anh với thằng con trai lớn nó. Nó để là cặp sinh đôi đặng nó nhử con nhọn con vợ nó về. Mà nhưng cuối cùng vợ nó không về, thằng trai út thím vẫn mang về đây luôn. Mang về đây cho thím nuôi. Rồi đó, từ từ nó thông thả, nó mới đi kiếm con nhỏ kia được, nó mang về. Nó mang về đây là nó cũng có nói với chú thím. Cho nên nó là chú thím suy nghĩ thôi, dù sao cũng là mẹ ruột. Nói như thế nào đi nữa thôi kệ, mình bỏ qua đi, đặng cho nó nuôi con nó. Mà không ngờ nó về đây nó quá ngang ngược, nó quá là xem thường thím. Yeah. Nó chỉ là biết thằng chồng nó thương nó là thôi, chứ còn nó coi thím còn thua là cái cổng gác mà quét ở trên lộ trên đường. Cái cách của nó đối xử với thím như thế. Thím buồn mà thím đâu có nói đâu. Về đây ngủ 8 giờ 10 giờ con nhỏ hay chứ ngủ 8 giờ 10 giờ. Chính là ông nội nó nè, thấy thôi nó giữ hai đứa khóc ban đêm, ông chịu không nổi, nói thôi để ông nội giữ, con đưa cho ba. Là ổng giữ một thằng, cái thằng bây giờ là nó có cái bớt á. Thằng lớn có cái bớt cặp sinh đôi đó. Ban đêm nè, nó uống ọc sữa nè, nó đái nè, ỉa nè. Hoàn toàn ông nội nó lo hết. Tôi để thử ông nội nó như thế nào. Ông nội nó ngủ nhà trước, tôi ngủ sao, hai chồng nó ngủ trong buồng. Nó giờ là nó chiếm cái buồng thôi kệ, tôi cũng để cho nó. Vợ chồng nó ngủ trong cái buồng đi. Chưa bao giờ nó quậy, nó biết con nó thức giấc nào, nó quậy một cái chai sữa nó đem ra. Ờ chai con để đây, hồi cha cô cháu nội có thức chai cho cháu uống. Yeah. Chưa bao giờ có. Ông nội lo hết tất cả, ông nội không kêu luôn, không kêu vợ mà không kêu con dâu, không nói một tiếng nào, ông nội lo hết tất cả. Có ai trên thế gian này lo như thế không? Yeah. Ông nội lo hết, mà nó còn không tôn trọng cha mẹ chồng. Rồi luôn cả thằng con trai không thương cha mẹ, không nghĩ cha mẹ.
Các chú nghĩ coi, nó có xứng đáng là con dâu với thằng con trai hay không? Dạ, với một phần đó là con nghe cũng trên mạng nói là cái vấn đề như là ông bà nội lấy vàng của mà bé Anh, bé Phương Anh đó. Thì cái đó thì dì có thể chia sẻ luôn. Nói vậy, nghe cũng rất là bức xúc luôn á. Cái vàng này á là tôi gửi tiền cho con dâu. À. Là đặng cho nó mua, mà nhưng là về thằng này mượn xài hết rồi. Nó mới đi mà lương nó nhín nhút ra, nó sắm cho con nhỏ này được 2 chiếc cà giá hột. Một cái chiếc hột xanh, một chiếc hột đỏ, một cọng dây chuyền vàng 18 với một cái mặt trái tim rất là nhỏ, có mấy phân à, chỉ gì đó. Yeah. Và 18 thôi. Mà nhân khi về đây đi học. Vậy mà nghe nó lên mạng đâu tới gần cả cây dữ gì. Con là... đồn dữ gì. Các chú nghe sao tôi không biết chứ, nhưng tôi nghe là 3 chỉ. Còn á, vàng của nó gửi tôi là 1,5 cây với 20 triệu. Chẳng cưới vợ mà tôi không cưới vợ để lấy cưới vợ thằng Út. Thật sự là không có. Tôi nói các chú nghe, nếu á, nó không có để tôi ra đường xin ăn là mừng, chứ đừng nói nó sắm vàng cho con nó hay là vợ nó. Tôi cho con vợ của nó là lén, con vợ lớn nó nói mẹ Phương Anh á. Tôi hứa thì thật sự tôi hứa 10 triệu thiệt. Mà nhưng á là lúc đó tôi xài hơi giật tiền, hơi thiếu, tôi cho có 7 triệu thôi. Con sắm cọng dây đeo đi con. Về thằng này mượn luôn. Nhưng sau này á là con nhỏ này đi mằng là nó nghe nó mằng cực khổ lắm. Thằng này chỉ mằng liêu lỏng, mằng thì mằng, mằng thì thôi. Nhỏ này vẫn nuôi hết. Là nó sắm cọng dây 18, nó có mấy phân hà. Về đây á là tôi mới đưa đi học, tôi mới lột ra. Con cháu đi học là cô không cho đeo. Chị ơi chị lột ra đi, bị học đến ngày đầu tiên là chị ơi chị lột ra đi. Dạ, đúng rồi. Chứ con cháu đi học còn nhỏ chị đừng nên cho đeo vàng không tốt. Tôi mới lột, tôi cắt. Từ lâu là tôi cắt. Tôi đi đám là tôi chở theo. Tôi đi chơi tôi chở theo, tôi đi đâu tôi chở theo. Về mấy cô nói tôi cũng chở. Dứt khoát không bỏ cháu nhà, thà là bỏ thằng cháu trai này chứ tôi không bỏ nó. Rồi đó, sau này nó về nó mới là đòi. Nó nói của nó sắm, mày làm gì mày có đồng để mày sắm tiền, sắm một cái cọng dây cho nó mà mày nói mày sắm. Của con nhớ nó sắm chứ không phải của mày sắm. Đó cô không đưa. Nó đòi để làm gì? Nó rước con vợ nó về hồi nè, con vợ nó đi theo trai đó hen, là một đôi bông nè, một cọng dây nè, là gà gá. Nó bán hết trơn. Ủa nó đi nó sống dưới người nào tôi không biết. Sao nó không nhờ người đó nuôi nó đi mà của nó bán hết. Khi cái thằng này đem con về rảnh rỗi đi tìm đi kiếm rước nó là cái thằng xã hội đen lại đòi tiền. Chú coi, đòi tiền thằng này nó không có chấp nhận trả. Đằng kia quánh nó tính đầu gãy bề sườn mà không phải, chỉ chắc thương phần mềm, tính gãy bề sườn đi siêu âm. Cuối cùng về đây là còn bầm tím bề sườn mà nhưng tôi không thấy, mà nhưng con vợ nó quá điêu hoa. Nó quá đăng đá. Nó ra đời rất là nhỏ tuổi cho nên nó rất là thông ngoan. Cho nên nó nói nó về đây nó mét. Anh Hẳn đi qua bển, anh Hẳn nhào vô. Anh Hẳn là quải con lên vai ông Hẳn tổng về coi như đứa con nít. Con mới dãy con la làng lên. Cho nên nó là con mới mời cái gì ở phường, ở ấp, ở chỉnh, trên vùng Đồng Nai mình kêu cái gì đó. Tôi cũng quên vụ đó. Nó nhân trạch thì là lại lập biên bản hứa cam kết thằng này thật sự đi lại đây trong cái chỗ này sống với cái con nhỏ này sống với thằng kia, mà nhưng thằng này quải nó về thì thằng này phải viết cái giấy cam kết ký tên, không được hành hạ nó, không được đánh đập nó, không được coi thường nó. Là nó mới dở, thằng này phải ký tên vô đây, bắt buộc thằng này ký. Đó. Mẹ coi là quánh ổng tính gãy bè sườn, ổng đau ổng nhức. Đi chụp hình cuối cùng là chấn thương phần mềm chứ không phải gãy bè sườn. Tới chừng thằng chồng nó hỏi tôi giận quá, tôi bữa đó nó đánh tôi. Coi như là nó đánh tôi là trong cái ống nguyễn bằng cây đước khoảng dài 5-7 tấc gì đó. Tôi mới giận, tôi mới chửi nó. Là con vợ nó chối. Con vợ nó nói tại mẹ thấy anh ở chằng cho nên nó là mẹ
hỏi tôi mới nói chứ không phải đương không mà nói, mà thật sự nó đương không, nó vui bài đó. Mà các chú coi, nó nói nó đánh đập vợ nó, cái chiến mà vợ nó bỏ đi này đấy hen, mà vợ nó la làng rồi vợ nó điện về kêu mẹ nó cứu đấy hen, là tôi bảo đảm không bao giờ có đâu. Ở đây tại vì ở đây là nó nói thiệt á, tôi á thì nó chà đạp chứ vợ nó đỡ đầu mà tôi vẫn biết. Dạ. Nó giật dao nó chém tôi bằng cây dao chét, nó nắm đầu tôi, nó đè xuống, nó cắt cổ tôi, nó đưa vô cổ tôi, nó cắt cổ tôi, tội nghiệp của quân anh nó cấp. Cha ơi cha, con là cha, cha thương nội đi cha ơi, cha tha cho nội, cha đừng giết chết nội cha ơi. Quân anh nó khóc mà nó kêu dân dẫn. Tôi mới nói cậu thôi con đừng có xin, để cha giết nội đi cho cha vui, cho cha hài lòng. Mà lúc đó tôi nói mấy chú nghe, tôi nói chuyện hết cái hơi rồi. Tôi mệt, nó nắm đầu tôi, nó giật rồi tôi không còn thở nổi nữa. Về đây tài sản tôi, gà vịt tôi nó chiếm hết. Nhưng tôi nói con nào của tôi nó đập đầu hết. Thôi giờ nói chung đơn giản, gọn gọn ở đây, dòng dài hoài. Hôm nay á là tệ đi, tại vì nói cho các chú lại làm gì rồi. Dạ. Nó sang đất tôi cho, nó kể là cho đất thúi, đất này đất kia, không đúng. Hiện nếu mấy chú mới xác minh không? Dạ. Đất làm gì có vụ đất thúi, thật sự có lá thiệt. Miếng đất kề bên này của Tư Kiệt nè, người ta cũng vẫn có lá, người ta cũng vẫn đàng đàng hoàng có thúi đâu. Mà nhìn chú coi có cái mặt tiền bao nhiêu mà nó chiếm, tôi đâu có đưa cho nó được. Thôi con ở trên hậu để bằng không, là đưa cho nó một miếng sổ gì đó, rồi đâm lên trển. Nó cũng không chịu, nó đòi nhất quyết là phải ở đây. Ủa nó con mà, tôi là mẹ mà. Dạ. Chỗ nào chính là của tôi chứ đâu phải để cho nó được. Thương nó thì thương, con cho đất là cho nó là cả. Còn tôi còn ba đứa con nữa, chưa có một cục nó cắt chút, chưa có cục nào hết. Lời cam kết miếng giấy nó ký tên đây, nó lấy một chục công đất chia cho nó sang rồi là nó không được quyền đòi hỏi nữa. Nó ký tên đàng hoàng đây. Dạ. Là cũng có giấy ký giấy có gọi giấy, luôn ký ha. Giấy đàng hoàng. Đơn giản vậy à. Bà hơi im lặng chút để tôi nói gì tôi biết mấy chú rồi. Dạ. Thứ nhất về đây làm gì thì giờ xác minh vụ hạn gì. Dạ đúng rồi. Trong lòng mạng đúng hay sai vậy thôi. Bây giờ tôi nói chậm về cái lý lịch của hạn là thằng này. Trước đây á là có 5, 7, 10 năm trước đó là nó đã dẫn con vợ vợ lớn về đây, tự ý là cướp đất của tôi, đất của 2 miếng, nó cắt lấy, nó chia tôi miếng, nó miếng. Dạ. Rồi lúc đó 13 mấy gì là tôi không thống nhất cho à. Đó. Rồi á là quậy quạng đốt nhà. Tôi á là chỉ cho mượn thôi. Dạ. Đó rồi á rồi ăn nhậu chứ không phải vụ đất, ăn nhậu rồi bà này xuống gậy là đốt nhà. Dạ. Bà đốt nhà bà ra bà la đốt nhà quýnh bà tét lỗ tai luôn, đứt chiếc bông luôn. Nhưng mà bà ra tòa là bà chỉ nói là bà sợ tăng tội đó, bà giáo không quên. Đúng rồi, cái đó cũng thương con thì cũng muốn con khỏi thôi. Dính vấn đề đó. Là cha là mẹ mà các chú đó. Đó là xử là 18 tháng tù con, cho chém bà sóc nở chém bà lưỡi không các chú. Ăn treo thôi, dạ. Tính là ăn năn hối hận, nhưng mà không. Rồi đó là sau này đó là mới có vợ bé vợ mọn với con vợ nhỏ ha. Là về đây là thôi vì con vợ lớn đó, rồi về dẫn con nhỏ đó về đây, rồi tiếp tục quậy quạng nữa, bắt đầu đập phá nhà cửa, đập tôi cái tivi 50 inch, rồi là một cái tủ áo là đập banh cái kiến, rồi chạy xước hết trơn, rồi đập một cái tủ học, rồi quạt gió, quạt máy, bàn ghế, banh tành luôn. Rồi quýnh bà này á là không phải là như YouTube nói là hâm. Nó là sách dao nó chém bả, bữa đó có tôi ở đây là tôi bả quýnh rồi mà bả né được, rồi vô chạy dài chạy bếp sách dao chém bả là tôi chụp cái tay. Trời, nếu tôi không chụp cái ca tay chạy rồi mà còn rồi. Chạy rồi ngược theo nữa hả, nó chém bả mà chứ không. Dạ, phải là hâm tới đây nè, nó đứng ngay đây nè, nó chém tôi một lần, dưới một lần kế đó nữa là nó nắm đầu tôi, nó gập xuống là nó cắt cổ. Không, nó lôi bả tinh trắng nữa, cái lôi xuống không, trời, nó đè xuống nó cắt cổ trước. Rồi nó mới là leo lôi bả xuống nằm luôn. Lôi ra phía đám nước này nó chắn nước tôi. Dạ. Thì cái lúc đó mình có trình báo cơ quan không? Có công an huyện, công an xã gì đủ hết trơn. Chỉ là vô rồi làm là phá lối. Vô chỉ lập biên bản rồi mời nó ra rồi như là vì nó thấy con nhỏ nó là thấy con nó nhỏ quá cho nên nó là tha thứ cho nó để phạt nó thôi.
Thật tiền đó thôi. Quýnh bảo quá trời là sau này là công an mới mời làm việc. Dạ. Nó đập đầu tôi là không còn cái gì hết. Tôi nói thiệt chứ chú Ngang, nó về đây là nó đập tài sản tôi không còn gì chứ. Trời, tôi như chỉ có cái nhà thôi, giờ còn như nó đập hết. Ra tòa đó là 18 tháng tù. Cha của mẹ mà cũng đập bỏ nữa. Rồi tài sản tôi là tiền sử giấu hết. Tôi còn không nghĩ nữa mà các chú và đồ là thái gì. Còn đập 4 cái triệu giá 1,2 triệu. Với tài sản tôi đập là tới hàng chục triệu lên. Cha mẹ nó lộn rồi, 3 cái triệu. Có con dâu nó mua cho cái điện thoại Apple rồi cho tôi xài. Tôi mới đưa cho con nó xài 4-5 triệu đập luôn. Trời. Tổng tài sản là trên 20 triệu á. Tôi đâu có thền bỏng gì đâu mà nó tôi thiếu tiền thiếu nợ. Nó nổi cái tài sản mà nó thền tôi á. Chắc nếu như người khác là ở tù rồi, chú biết là lực pháp, nếu mà hủy hoại tài sản công dân 2 triệu là ở tù. Như nó nói một câu như thế này, mấy chú nên nó là để xem xét kỹ lại coi. Nó nói vợ chồng tôi mượn tiền nó cho rồi thôi. Còn nếu nó không cho, vợ chồng tôi chửi mấy quỷ hoàng, đuổi nó đi. Nó về đây nó có tiền để nó cho tôi mượn không các chú. Nếu nó có tiền nó ở chỗ nó ăn xài phung phí, nó đâu có về đây để nó nương tựa tôi. Dạ. Mà nó nói tôi á, một câu rất là đau lòng, rất là buồn. Nói thiệt tôi nói một lời nói á, đây con nó nuôi không được. Một lời nói là hình như là cả cái các dòng máu của tim tôi các chú ơi. Bốn đứa đó chỉ là từ đứa sau này là mới sanh là bốn đứa về đây nuôi nè. Đùm bọc gia đình tôi. Chú út của nó còn đau lòng đem về nữa mà. Nếu mà sau này mà mấy đứa cháu về đây rồi, hai bác có nuôi hai cháu, bốn đứa cháu đó không? Bây giờ nó thắng là con Phượng Anh thì được. Không, cha mày đừng nói vậy. Nếu nó đem về đây cho nuôi phải không, là tôi phải mời chính quyền công an lại đây. Đúng rồi, mình phải xử là nuôi cam, mình giữ mình nuôi luôn. Tôi nuôi nó không được quyền lại đây quấy về vợ chồng tôi hay là các em của nó, một cái thứ nhất. Nhưng mà được quyền lại thăm con ha. Ủa thăm con thì cứ thăm. Dạ. Không được quyền quấy về. Không được quyền trách móc hả, là đã mạt vợ chồng tôi thế này thế nọ. Ủa tôi rất là thương, cũng đem về tôi luôn. Lắm luôn mà nhân con nó, mà lỡ các là chú ơi xảy bệnh hoạn đâu, chắc tôi phải giao thiếu nhiêu bệnh hoạn tôi cũng phải báo cho chính quyền. Bởi vì thằng này nó quá ghê ma. Tôi giết con nó không có được. Là tôi khi cháu nội tôi bệnh là tôi phải báo cho chính quyền, chứ nếu bình thường cái thằng con trai mình đàng hoàng là tôi không báo. Còn nếu có thằng này nói như thế, tôi nuôi thương cháu nuôi thì cứ nuôi, mà nhưng phải báo chính quyền. Bữa nay nó nhức đầu sổ mũi ho, hay là nó bệnh nó cảm, hay là nó đau giò hả, nó đau đầu gì đó. Nếu không ảnh vô khống mình ám hại cháu ha. Bị gì người nó không tốt rồi. Nó đóng một vở kịch. Cha mẹ để giết con của nó thủ đoạn như thế này thế kia các chú à. Mà khi nó đem về đây là phải có chính quyền ở đây, là nó phải cam kết là quyền nuôi các cháu của tôi, cũng như vợ bỏ là tôi phải nuôi như thế nào là quyền của tôi. Về đây bắt đầu quậy quạng chứ đó. Không lẽ các cháu mà tôi đâu có tôi thương nó, tôi lo nó không hết, tôi đâu có bỏ nó. Nếu tôi bỏ nó, tôi không đem mình nuôi là thế nào cũng là của tôi, chứ còn nói về đây thế này thế nọ là tôi không nhất trí. Mà thăm con về đây cứ thăm, cứ về đây thăm. Thăm tôi xong rồi đi chứ không được quyền quấy về vợ chồng tôi. Trước đây nó đã là không có đứa con ngoan. Còn nếu nó biết ăn năn hối cải, nó sai lầm, tôi mời các con về đây hết, là các em của thì nó. Con cũng nói với thím ý này là ảnh có lên mạng xin lỗi rồi, nhưng mà ảnh xin lỗi không có đúng mục tiêu. Ảnh xin lỗi là xin lỗi cha mẹ tha thứ cho con lúc trước con lỗi lầm, nhưng mà ảnh không có xin lỗi cái vấn đề là ảnh lên bôi nhọ hai bác. Đó là hồi sớm con có coi một clip là ảnh có lên xin lỗi, nhưng mà ảnh xin lỗi là xin lỗi cha mẹ tha thứ cho con những chuyện cũ con lỗi lầm đó, cha mẹ bỏ qua cho con. Đó là ảnh có xin lỗi vấn đề đó, nhưng mà cái ý con nói thứ hai là ảnh xin lỗi là phải lên xin lỗi như thế nào, là anh lên bôi nhọ cha mẹ của anh phải lên đính chính lại là cái cha mẹ anh không có nói vấn đề này, anh phải đính chính lại là cái này là em đã vu oan cho cha mẹ em đó, em có lỗi em xin lỗi cộng đồng mạng tha thứ cho em. Nếu nó đó là phải nói như vậy là mới đúng. Tôi suy nghĩ khác. Dạ. Chứ hồi sớm tôi nói cô chú tôi đau lòng, hôm nay tôi cũng mắc mấy kilo tôi ngủ không được. Dạ. Tôi thức sáng đêm tôi ngủ không được, cái tivi nó cực cái tôi. Ông nội nó cứ kêu bà vô mùng đi mà mới cắn. Nãy coi tôi không ngủ đi, tôi không có ngủ được nó, đâu, ông cứ ngủ đi. Nó ở Đồng Nai, nó mà lên mà nó nói là nó còn con nó không nghĩ nó nói vậy, thì nó nói đi, ông cứ ngủ đi chứ ông đau ông bệnh rồi tôi khổ chứ có ai khổ đâu. Cha rẻ cha lạnh, đây với cho đất mấy chú coi chụp hình đây, cho đất bán đất ký tên không còn đời rồi. Cái cam kết nha anh chị. Tôi vậy á.
cái nhà. Cam kết này bắt rồi nó đó, nói ha. Em nó đi làm gái không đòi nữa các chú ơi, mà cam kết này cái nhà của tôi mà tôi thấy là tôi cho nhiều cho chứ tôi có dạy con cam tôi đàng hoàng này, chứ con tôi đâu có đi làm gái, tôi gả đàng hoàng mà các chú không có đòi thêm nữa mà nó nói em nó làm gái nó đâu, còn nó nói cái thằng em muốn nó đập đá bây giờ nó cam kết không. Tôi đem cái thằng này về đây tại xã này, nếu đi xét nghiệm mà không có học chức nhà nó có công chức bây giờ có chị có tay gì nữa cũng chẳng còn mà các chú hướng án treo còn một năm nếu không có nó nói với em nó như thế nào đây rồi nó chịu với cha mẹ nó như thế nào đây nó chịu không mà nó đã xâm phạm rồi nó nói xấu tôi này kia kia nọ rồi con tôi làm đĩ ra cha con tôi đang ở chung với tôi mà các chú thấy không thằng em nó lên cái clip nó nói có đó là anh đã nếu mai kêu mốt nọ mà anh có như thế nào em đem năm đứa cháu gì nhưng mà tôi nói là đàng hoàng á chứ không đàng hoàng tôi được cái đơn này á chưa thảo rồi lại mấy chú thấy gì đó nhưng mà vì thương con để coi sao nó mà còn đang nói xấu không có đêm nào tôi ngủ được yêu cầu triệu tập nó về đây xử lý á là tụ ở bắt bằng hình mà tôi đau nhất là cháu tôi con Phượng Anh cháu nào cũng cháu mà nhưng Phượng Anh nó đã lớn rồi mà nó không có được học nghe bây giờ có loại thượng động nào đâu khi mà nó còn ở đây các chú biết không đúng rồi cái năm nay nè cái năm nay nhập học hồi đầu năm đấy em tôi mới nói gì nè Phượng Anh à bây giờ chú cạnh nó xin nó con nói với cha rồi. Đi coi cha có cho con học rồi, không nghe, cha khỏi cần lo tiền bà nội lo nếu cha sợ tốn tiền bà nội lo nó nói một câu như thế này nè bà nội ơi đừng hỏi cha con chi cho mắc công cha không cho học đâu bà nội đừng có hỏi nó nói một câu xin ngồi tôi rớt mắt trời thôi trời. Con ơi bà nội bó tay rồi mà nó lên... con đành chịu đi nhưng con bà nội bó tay rồi mà... đuôi á cái hộ đó năm đứa con đó là tôi nuôi đây bốn đứa rồi đứa sau này mới sanh thôi các chú ơi chứ tôi đâu thương phải tôi bỏ đâu nói nghe cái thằng tin nó lớn rồi mình vẫn thương nó nhưng cái cặp nhỏ sinh đôi đó tôi thương cái... người ta nói về người mẹ không à người ta chửi nhiều lắm người ta nói một câu sớm ghiền ở đây người ta nói một câu thôi anh với chị an tâm đi vui vẻ đi cái chuyện gì bỏ qua đi tại con của mình nó mất dạy rồi nó ra đời nó học đời thôi anh chị ở đây ai cũng thương anh chị cứ vui lên chú biết sao mà con Phượng Anh nó sợ như sợ cọp không nó rất thương mẹ nó nhưng mà bữa nay lên mạng nó giảng nói là tại sao nó không thương rồi tại sao nó không thích về ở bà nội nó còn nó nói hồi nãy chưa hết cái vụ tổng dây cho các chú nghe lén là nhớ mẹ nó là mượn cái nói nói tôi lấy vàng Phượng Anh á là tới ba chỉ hai lần đi bán mà thật sự không có đúng chỉ có mấy cân thôi hai chiếc cà giá sau này nó lấy nó đi bán tôi mới điện cho mẹ nó thôi bây giờ mẹ giữ không được rồi con để mẹ gửi về chảnh cho con cho nên giờ mặc dù cộng dây nó không có giá đáng nhưng cái này của Phượng Anh con giữ lại cho mẹ mấy đứa con này ở nó sau này các chú muốn không muốn tôi kêu con nhỏ đó nó gửi cộng dây về cho các chú không tôi kêu mẹ con Phượng Anh gửi cộng dây đó về cho các chú là thanh minh để phơi bày lên cho các cộng đồng đều biết cái cọng dây nó nữa được bao nhiêu nó còn hai mắt hay là tôi bán tôi ăn nếu các chú muốn cỡ chừng tôi hẹn các chú 5 ngày bởi vì gửi về ở trên nó là bưu điện về thì nó hơi lâu ít gì cũng 3 ngày mà tôi hẹn các chú 5 ngày đem cọng dây về cho các chú chụp hình các chú đăng lên coi cọng dây đó tôi coi được ba lớn rồi tôi có bán ăn hay không hay là giữ của cháu lại bị gì cái thằng này nó bán đặng nó cho tiền con nhàn ăn hết mấy chục công đất 330 triệu rồi các chú tôi dám cam đoan cái này là con nhàn ăn hết chứ con mẹ con Phượng Anh chưa có ăn một đồng mà tôi nói một câu như thế này thôi bây giờ chục công đất này tao cho không phải mình ơn mày mà bây giờ mày quá đáng cho nên nó là vợ mày mới bỏ mày thôi như vậy là mày cho nó 2 công con Phượng Anh 2 công mà nhưng bây giờ không đưa cho con vợ của mày mà nhưng mày gửi hết ngân hàng cho tao 4 công này cho sau này Phượng Anh nó lớn lên nó ăn học nói bà khỏi lo cái chuyện con tôi biết lo để tôi biết tính toán tôi màng ăn đặng sau này tôi cho ông Phượng Anh đi du học các chú con có du học hay không hay là nó nói rồi tích tắc chỉ có 1-2 ngày nó bắt cháu tôi nghỉ học các chú ơi tôi ăn cây cà game thí dụ như là tôi thèm quá tôi muốn ăn cây cà game có 2 ngàn
mà nó dám ăn cây cà gem mấy chục ngàn và uống một ly trà sữa mấy chục ngàn các chú. Dạ. Như vậy con nhỏ này nó như thế nào? Nó phải quá đáng không? Dạ. Nó về đây tôi nói thiệt các chú, nó không có kính nể tôi và ông này miếng nào. Nó không có tôn trọng một miếng nào hết trơn, tôi dám nói một câu danh dự luôn. Có dạ. Con dâu ai vậy không chứ, mà nó rất là nhỏ tuổi, mà nhưng nó ra đời rất là sớm, nó rất là đi ngoa xảo nguyệt. Nói thẳng là con nhàn này nó rất là đi ngoa xảo nguyệt. Nó có một đời chồng rồi, nó theo cái thằng Mít. Dạ. Rồi sau này nó mới bỏ chồng nó theo thằng Hẳn, nó phá gia can con dâu tôi. Nó chia rẽ tình thương của cháu nội của tôi. Dạ. Cha nơi mẹ ngã, nó không còn tình thương nó, các chú coi nó có phải là con người hay không. Rồi hôm nay nó bỏ con nó đi. Nó không thương tiếc con nó. Hồi đó cặp sinh đôi có 4 tháng mấy nó bỏ. Ngày nay cái thằng này có 8 tháng, thằng Út này có 8 tháng nó bỏ nữa. Các chú coi nó còn con người hay không. Dạ. Đó. Thôi bây giờ á, tôi cũng không nói nhiều. Bây giờ gì đây, cuối chương trình tôi cũng khuyên gì, và tôi cũng mong và yêu cầu các cộng đồng và các mạnh thường quân cũng thương các cháu tôi đi. Tôi bây giờ coi như là tôi không có cái quyền dính điếu vô cái thằng kia, nó không có cho. Nó không cho dòm tới mặt con nữa mà. Thành ra bây giờ coi như là tôi bất lực rồi. Tôi là mẹ mà tôi quá bất lực. Đau lòng quá. Cầu mong các mạnh thường quân lo cho các cháu tôi ăn học và sửa sùng cho nó nên người thôi, chứ giờ tôi không còn biết nói câu nào khác hơn nữa. Dạ. Đau lòng quá các chú. Thôi. Nói tới đâu là tôi đau lòng tới đó. Thì con cũng khuyên cô á, đừng có suy nghĩ quẩn nữa. Cái chuyện của anh Hận làm á thì bây giờ cộng đồng mạng cũng đã hiểu rồi đó. Nhưng mà cô đừng có tính tới cái đường cùng đó, cô đừng có nghĩ quẩn nữa. Thì còn bác ở đây cũng còn mấy cháu của cô với mấy anh mấy chị nữa. Dạ. Đó, mà cô có xảy ra chuyện gì á, thì đó là cái chuyện sự đau lòng nhất của gia đình đó. Các chú biết không, cái ông này chưa biết nhất. Đâu chỉ con nhỏ ở trên hậu đất này nó điện xuống nó huyền tôi. Tôi mới tâm tình nói cho nó nghe, ổng mới nghe thôi. Nó nói thôi bây giờ chị đừng có buồn. Làm gì mỗi lần tôi điện bà là bệnh điện tôi là bà khóc đủ một chục. Buồn quá em ơi. Thằng cháu nội nó lấy ghệ thuốc mẹ nó, dù nó thấy bất ngờ nó lấy nó dục cái xong hết rồi. Tao mới đi qua nhà thằng Thi, tao nằm mới bển tao suy nghĩ. Tao muốn cắn một khúc điện, tao ghim cái chui vô, tao nắm cái đầu điện là xong. Mà nhưng nhà của cháu nó màng ăn đất của nó ở. Nó thương thì nó nói khác. Nó nói bà nội này nhà bà không tự dẫn bà qua nhà mình. Nó làm như vậy sao mình dám ở, sao màng ăn miếng đất này cũng khổ cho cháu, tội nghiệp nó quá. Tao nằm ở bển nửa ngày trời ở bển, nằm mà nước mắt chỉ không rớt, không có dứt em à. Nó nói nữa rồi bà nội này giờ tới bà suy nghĩ cái đường gì với trời, hết thuốc rồi giờ bà tới tự dẫn cho điện giật bà nữa trời. Bà bỏ kiểu đó nghe. Tôi khuyên bà đó, cái chuyện gì thì cũng vậy đi. Từ từ đi chứ bà làm gì hả, hở cái bà đòi cái gì đâu không vậy. Tao nói có gì mày xuống mà lật đậu đũa cho tao chứ gì. Tao nói đợi giờ ai ăn đậu đũa, bà đợi lật đậu đũa. Tao nghèo mà, mày lật đậu đũa đại đi. Nó nghe nó phiên nhiều lắm. Tâm tình với nó buồn, vui gì cũng tâm tình với nó điện xuống nó phiên hoài thôi. Dạ thì nói chung thì ngày hôm nay thì tụi con cũng xuống đây á, để đính chính lại những cái vấn đề mà anh Hận thì hổng gài để nói xấu bên gia đình á, thì cũng như là ba mẹ ruột của mình. Thì em cũng xuống, con cũng xuống đây á, để chia sẻ lại để cho cô dì chú bác anh chị em mình biết được là cái hoàn cảnh của gia đình mình nó khổ như thế nào, thậm chí là bị anh Hận đối xử ra sao, để mình đưa lên cho cô dì chú bác anh chị em mình cùng biết ha cô với chú. Thì tại vì á, anh Hận cái sai lầm lớn nhất của ảnh chỉ là lên bôi nhọ danh dự của cha mẹ đó, đặt chuyện không nói có. Nó cái vấn đề này nếu mà anh Hận có xem được thì anh Hận cũng phải lên lớp đính chính lại cái câu chuyện này. Nếu mà anh có biết nhận lỗi thì anh phải lên nói để cái những cái vấn đề từ lúc trước tới giờ tôi vu khống cho cha mẹ của tôi đó, thì cộng đồng mạng sẽ xem xét lại, người ta còn có thể bỏ qua đó, và cha mẹ anh cũng có thể tha thứ cho anh, chứ không phải mà lên mà tôi xin lỗi cha mẹ vì từ trước giờ thì con cũng có sai trái, mà sai trái cái vấn đề nào nó cũng phải nói cho rõ ràng không chú. Đó là cái vấn đề anh bôi nhọ cha mẹ, cái danh dự của cha mẹ
Đó, tại vì cha mẹ là cái người lớn, sớm gì người ta biết tới hai bác. Đó, còn bây giờ ảnh lên như vậy thì ảnh xin lỗi mà không biết ảnh xin lỗi gì với vấn đề nào, chuyện nào. Đó. Mà các chú coi, nếu vợ chồng tôi ở đây sống ở quê này xứ này, nếu vợ chồng tôi không đàng hoàng, sống không tốt thì coi như ở quê này người ta đâu có phản ảnh. Dạ. Cho nên bao nhiêu người đều phản ảnh lên, không biết các chú có xem đủ những cái clip không? Các tụi con có xuống đây rồi, anh con em ở đây, cô bác ở đây đều phản ảnh lên. Ổng với bà rất là hiền, rất là thương con cháu. Mà nhưng hôm nay nó nói gì là nó hết xài. Dạ. Yeah. Các chú coi ai cũng đều phản ảnh. Nó đâu cho con nó ăn đâu. Tôi qua đây nè, hồi đó lấy cây cây của tôi cắt nhà bả. Dùm dịnh vợ chồng đi, chạy qua đây bà nội lục đồ ra cho ăn. Rồi lúc đi chợ ngoài cạnh đền á, bà gửi tiền ta mua hủ tiếu, mua bánh, mua trái gì cho cháu ăn á. Vợ chồng kia đây kêu mua tô hủ tiếu đem qua, bà nói đưa tiền cho ta. Nói cho các chú nghe, tôi không có muốn nói, nói là giờ chởn coi chừng hôm nay nó đánh con Phượng Anh nữa. Dạ. Nó đi đó hen, là vợ chồng nó đi là từ sáng sớm mới đến chiều tối mới về. Con bảo đảm với cô bây giờ không dám đánh. Tôi đem hai cái thằng xanh đôi về đây hen, lúc đó là nó chưa có mang bầu cái thằng nhỏ này. Hai đứa con nít mà tôi dám đút hết hai gói mì, chú tin không, hai gói mì Hảo Hảo. Tôi không có niêm có bột, niêm nó cay, tôi niêm bằng bột ngọt nước mắm vô. Hai đứa ăn hết trơn. Các chú coi đau lòng. Con Phượng Anh nó nói một câu như thế này: bà nội ơi, bà nội thương em thì bà nội ẵm em, nựng em thôi, chứ bà nội đừng có hung em. Về mẹ nhàn biết cái hơi, mẹ nhàn mép cha đánh con, cha chửi con. Các chú coi, coi con nhàn nó có tốt hay không, các chú nó có là độc ác hay không hả, là đâu mà độc ác cái gì, lòng dạ của nó nhân thiện. Rồi, ông bà nội hung nó để ý nữa. Tới cái hơi của tôi hung cháu nội tôi đó, mà nó phản ảnh, nó mép dạ. Chồng nó ở nhà con Phượng Anh cho bà nội ẩm cháu, bà nội hung cái hơi nè. Các bà cháu nội ơi, hung một bị quýnh nữa hả trời. Các cháu ơi, các cháu nghe những cái lời đó là của cô nói đây là sự thật luôn. Dạ. Thì đây cũng em cũng nói thật sự, nếu anh chị nào không tin có thể liên lạc số điện thoại của em dẫn cho cô chú anh chị xuống tới cái địa phương của cha mẹ ruột anh Hận để cô cho cô chú chị biết là anh Hận này đối xử với cha mẹ như thế nào đó, và lên mạng á là tố cha mẹ mình trên cộng đồng mạng như vậy. Tôi nói đó. Cho các chú nghe nha, cái ngày nó đánh con nó mà bầm cái lỗ tai sưng cái đầu 12 giờ chưa ăn cơm đó hen, là cái chỉ kế thằng này nè. Nó chạy lên nhà bả, nó ghéo bà bác ơi cứu con, mà nó chạy vô cầu tắm nhà bả nó trốn đó hen. Là cuối cùng nó chạy lên tới đẳng nó kiếm bả mới nói: bây giờ mày không đánh nó đi, tao đem nó ra. Con mày nó còn nhỏ, mày làm mày quánh dữ vậy, là nó mới hứa nó không đánh. Là nói cho ngay bà đó, bả la nó quá. Yeah. Bả mới kêu thôi Phượng Anh đi ra đi con, có bà bác đây, cha con không đánh con đâu. Là chú coi, bả mới coi lại là cái lỗ tai nó bầm tím hết trơn. Cái đầu này sưng một cục như cái bánh cam mà 12 giờ chưa ăn cơm. Bà mới hỏi con: à con ăn cơm chưa? Nó nói con chưa có ăn. Bà bác bà bới một tô cơm chà bá lửa gì đây, nó ngồi nó ăn hết trơn. Bà đâm muối bà dặn nó không cho, các chú coi nó ác không. Thôi mình lỡ quánh con mình, ở đây thím mình cô mình đâm muối giặt cho con mình thì mình để cho bà giặt đi, nó không cho. Bà mới nói: á mày nghĩ coi, cái đầu nó xưng chà bá lửa gì đây mà tao giặt muối mày không cho, làm sao mày không cho tao cũng giặt. Yeah. Bà giặt muối cho nó. Rồi các chú coi coi nó làm cha, nó thương con nó như thế nào. Nó rất là, nói thiệt á, vợ nó thương 10 phần cho con, nó thương phần nào cũng không có chứ. Tôi thấy phần nào cũng có. Nếu nó có nó đâu có đem con nó đi cho dốt. Yeah. Nếu nó có nó đâu có hành hạ nó con cỡ đó, hành hạ nó con như thế. Đó. Mà tôi đã nói thôi, bây giờ nói cho mày nghe gì nè, vợ mày nó có đâu có mặn cái gì. Dạ. Thì mày cứ để nó giữ con đi, rồi con mẹ ở đây học, nó còn nhỏ mà, nó học chưa có tới đâu chứ, mày để cho nó học đi. Thận như thế nào để chú không phải gửi cái đơn này đi, chú nhắn nhủ tới cho anh Thận biết, để lên mạng để đính chính cái câu chuyện này lại. Thì biết sửa sai thì thôi. Dạ. Chứ là phải đính chính là cái vụ là cha là đi ăn nhậu quậy quạng, rồi là bán đất, rồi đánh đập cha mẹ gì đó. Với là em nó hút em chết, hút chết. Rồi em gái nó đi làm gái, làm đĩ lấy chai tùm lum hết. Rồi mẹ hai chồng làm đĩ lấy chai, mẹ là con đĩ trên xã hội. Thì nếu
con còn biết là lời con nói rất là sai, rất là có lỗi với mẹ cha. Đưa vô tù ảo luôn. Con cứ về đây xin lỗi mẹ cha, con hứa một lời nào trước mặt mẹ cha và có cô bác xóm giềng, con điếm chính lại đâu đó cho đúng đắn thì mẹ cha xá xa lỗi cho con. Mẹ cha không bỏ con, mà nhưng tại vì con đi ra đời con quá học hỏi với đời. Yeah. Con phải đưa mẹ cha lên vị cho con hả? Dạ là không đúng. Yeah. Còn vợ con á, nó bỏ con đi 2 lần rồi, không còn tiếng nói con vợ này nữa đâu. Yeah. Con vợ này nó rất đanh đá, nó rất là điêu hoa xảo nguyệt. Bị gì nó nghĩ nó còn nhỏ tuổi, nó nhỏ hơn tới 20 mấy tuổi lần, nhỏ hơn 22 tuổi. Yeah. Cho nên là nó nghĩ là cái thằng này một ngày nào nữa là thằng này cuối đời rồi, không còn là để là sống với nó được như mọi người khác. Thì nó còn rất là nhỏ, như vậy là nó kiếm một đứa phải vừa xứng với nó như thế nào để nó sống thôi. Chứ thằng này bây giờ nó chỉ sống với thằng này là nó chỉ biết cái thằng này có tiền, nó mới cướp chồng của con dâu tôi nó sống thôi. Chứ còn nó, tôi dám bảo đảm, thề danh dự với cô bác, dưới làng xóm, dưới anh em trên xã hội, con nhàn này có về, một ngày nào nữa con nhàn cũng sẽ đi, chứ không bao giờ sống với thằng này cuối đời để nuôi con. Các chú xem có đúng bây hay không đây. Bây giờ con cũng muốn bắt chạy nè, nói cái vấn đề của anh Thận đó, anh Thận để cho anh Thận nghe, bác chia sẻ cho con một cái để anh Thận để lên đính chính lại cái việc mà anh tố cha mẹ mình, biểu xấu cha mẹ mình đó. Thì tôi nói này, nào bây giờ bác tha tội đó. Ví dụ nuôi con không nổi thì lên cộng mạng thì giờ vậy tình hoàn cảnh gì thôi, chứ đừng có đem cha mẹ ra anh em làm cái này để cộng đồng là lấy cái cớ đó là cũng như là thương xót thêm. Dạ. Để tăng thêm sự cứu trợ như vậy là không được. Làm người đúng ra là phải lo mần ăn. Ví dụ như mình sanh con á là mình nuôi không nổi thì mình sanh ít thôi cho dở kế hoạch, sanh chia cho nhiều rồi bắt cha mẹ nuôi, nuôi không nổi rồi là hành hạ đánh đập cha mẹ rồi đã, rồi đi ra cộng đồng mạng để bắt được cộng đồng mạng nuôi. Yeah. Mình phải biết cái tính toán, cái logic về cái cuộc sống, về gia đình mình sanh đẻ như thế nào cho hợp lý để mình có điều kiện nuôi. Chứ mà nó mà ngửa không phải ra chợ mà đứng đi xin ăn như người ta, như lên cộng đồng mạng cũng là hình thức xin ăn. Yeah. Nhưng mà nó đỡ tủi nhục, nhưng mà dù cái cách xin ăn nào cũng là cái cách là quá nhục nhã, quá tồi tàn đi. Nhưng giờ mình tính lại những người xin ăn cái dự sai á, sai của mình á, mình sửa sai phải lên cái clip là nhận là những mà cái vấn đề mình nói xấu cha mẹ anh em là không có. Nhưng mà tôi á, vì tôi muốn cộng đồng mạng thương xót hay gì đó, tôi lên gì đó tôi sai, tôi xin rút lại những cái chia sẻ nói xấu về cha mẹ anh em. Là cái đó là không có. Chứ tôi cũng không cần phải về đây nhận lỗi tôi đâu. Bộ cộng đồng mạng á, thì ví dụ là thương cháu á, thì giúp đỡ sửa bọng gì đó thì tôi cũng rất cảm ơn. Chứ không phải là tôi lên đây để là giành giật cái miếng ăn, là giành giật cái sự sống của cháu. Người ta cũng thương cháu á, người ta mới lo. Chứ không lẽ tôi lên clip này là để tôi nói là cộng đồng mạng đừng có cho thằng này thằng kia. Nhưng mà tôi biết cộng đồng mạng chúng thương mấy cháu nó nhau 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 lắm. Thương cũng nhỏ nhỏ, mấy con nhỏ đó, một mình phải nuôi 5 đứa con cũng thương mấy đứa nhỏ. Mà lên clip mà nói xấu cha mẹ anh em nữa là tôi rút đơn đưa công an yêu cầu bắt nó về xử lý đó. Dạ. Cái lấy hình sự là tù ảo luôn chứ không còn tù treo nữa. Còn mấy đứa con đó thì nếu nhà nước bắt thì nhà nước có kế hoạch nuôi, một là gửi nhà trẻ, gửi là viện mồ côi, hay là đưa về nội kiểu sao đó, thì lúc đó là cái phần đó mình tính sao. Dạ. Đó, thì bây giờ thì gia đình cũng đã lên nói rồi, lên tiếng rồi, thì anh Hằng á có biết sai thì cũng lên tiếng xin lỗi ba mẹ, thì có thể là ba mẹ sẽ tha thứ cho, chứ anh không nên là lên trên mạng để thì bêu xấu ba mẹ thế này nữa đó, thì cũng không đúng. Thì hầu như thì ba mẹ cũng đã làm những lá đơn, nhưng con đang nghĩ một chút tình chút nghĩa, cũng không có muốn thừa kiện con mình. Thì anh có xem được cái video này thì anh cũng hãy lên tiếng đính chính là xin lỗi thế nào để cho ba mẹ cùng xem để biết được á. Thì đó, thì anh Hận nếu mà có coi được clip của các anh em thì anh Hận phải lên đính chính và xin lỗi cái việc làm mình vu khống cha mẹ mình đó. Đó thì cha anh cũng đã lên tiếng rồi, đây bác cũng đã làm đơn rồi đây.
đó, nhưng mà bác đang chờ đợi anh, anh lên đính chính như thế nào đó. Chứ còn mà anh lên mà anh cứ biêu xấu cha mẹ, mà anh lên xin lỗi những cái phần mà không đúng đó, thì là hiện tại bây giờ là cộng đồng mạng người ta đã cũng hiểu biết cái câu chuyện này một phần rồi đó. Thì cũng mong anh lên để đính chính lại cái của những lời anh nói là vu khống cha mẹ anh em, là cái đó là anh đặt điều đặt chuyện, thì anh phải lên anh nói cho rõ ràng để cho lấy lại cái danh dự của cha của mẹ và anh em của mình. Dạ. Đó thì cuối clip thì em cũng cảm ơn tất cả ông bà cô chú anh chị đã xem và ủng hộ. Dạ, chào cô chú luôn ạ. Dạ. Chào hai chú.